Chào các bạn đến kênh Lời Sự Sống Đạo Tin Lành, kênh đăng các bài giảng của các mục sư được ơn, được sự sức dầu sứ điệp dạy dỗ từ Đức Chúa Trời. Kính chào toàn thể của Chúa. Amen. Và cũng rất là cảm ơn Hội Thánh của Chúa đã cầu thay cho tôi rất nhiều. Amen. Tôi đứng bây giờ được đó là nhờ Hội Thánh của Chúa cầu thay rất là nhiều, Chúa đã ban sức mới. Amen. Dù vậy thì nó cũng chưa được phục hồi lại 100%. Tôi thấy là cái giọng nói của tôi nó vẫn còn rất là yếu. Và với bạn chị em chúng ta cố gắng lắng nghe nhé. Amen. Thánh Linh của Đức Chúa Trời sẽ sống, Ngài sẽ ở với chúng ta luôn luôn là đấng lãnh đạo. Chúng ta có thể có Ngài được trưởng thành nó trong Chúa hơn. Cảm ơn Chúa. Rất cảm ơn tất cả những cá nhân, những gia đình, anh chị em đã yêu thương, đã cầu thay những cho tôi, cho gia đình của chúng tôi nữa. Và chúng ta biết rằng là không có cái không vô ích, Chúa sẽ ban thưởng lại cho chúng ta. Và cái điều cũng quan trọng đó là chúng ta cũng bày tỏ được cái tình yêu của mình đối với những người lãnh đạo trong lúc họ lại trong những lúc khó khăn nhất. Cảm ơn Chúa. Chúng ta là một gia đình của Đức Chúa Trời, là gia đình yêu thương. Amen. Bây giờ chúng ta cũng tiếp tục trong Ê-phê-sô đoạn 1. Chúng ta sẽ vào từ câu 19. Và thế nào là quyền năng vĩ đại siêu việt Ngài dành cho anh chị em? Là những người tin theo như năng lực mạnh mẽ của Ngài hành động. Đây là năng lực Ngài tác động trong Chúa cứu thế, khiến con Ngài sống lại từ trong kẻ chết, ngự trị bên phải Đức Chúa Trời trên các tầng trời, trỗi hơn mọi giới lãnh đạo thẩm quyền. Và thân thể Ngài là sự đầy đủ trọn vẹn của đấng làm viên mãn mọi sự trong mọi loài. Chúng ta cảm ơn Đức Chúa Trời, chúng ta đã trải qua mùa thương khó, là mùa chay. Chúng ta cũng kinh nghiệm được cái sự thương khó của Chúa Giêsu trên đời sống của chúng ta. Nếu chúng ta không cùng chết với Chúa Giêsu thì chúng ta không thể cùng sống lại với Chúa Giêsu được. Nay Hội Thánh chúng ta thật sự phải bắt học từ giá, và chúng ta phải chịu đựng học từ giá trong những lúc mà chúng ta biết đó là thập tự giá Chúa bảo chúng ta mang, thì chúng ta không gọi là chúng ta phải nín chịu mà không mở miệng. Amen. 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 Và Chúa Giêsu của chúng ta đã được sống lại, và chúng ta cũng được sống lại ngày hôm nay. Chúng ta có một cái sự sống của Đức Thánh Linh, Đức Chúa Trời. Đức Chúa Trời, Thánh Linh của đấng mà làm cho Chúa Giêsu từ kẻ chết sống lại đó, Thánh Linh đang ở trong chúng ta và cũng làm cho thân thể hai chết của chúng ta sống lại. Amen. Như vậy thì chúng ta phải suy gẫm nghĩ kỹ để biết rằng là cái sự sống trong đời sống của chúng ta khác thường với sự sống mà chúng ta ngày xưa chưa có Chúa. Amen. Amen. Cái sự sống của Đức Thánh Linh ở đây câu 19 nói rằng là thế nào là quyền năng vĩ đại siêu việt Ngài dành cho anh chị em. Amen. Chúng ta hiểu không ạ? Siêu việt. Và cái quyền năng đó khiến Chúa Giêsu đã sống lại từ cái chết. Chúng ta cảm ơn Chúa. Chúa Giêsu của chúng ta, Ngài dạy trong đoạn 7 câu 38-39, Ngài nói rằng là ai tin ta thì sông nước hằng sống nó chảy trong lòng người ấy. Điều đó nói về Đức Thánh Linh. Sông nước hằng sống có nghĩa là Thánh Linh là dòng sông sự sống, là sông nước hằng sống và hằng sống đời đời, chứ không phải một lần nào đó hay là một thời gian nào đó rồi chấm dứt.
Không. Quyền năng của Đức Thánh Linh là quyền năng sự sống, và gọi là dòng sông sự sống, hay là sông nước hằng sống. Nó hằng sống đời đời. Amen. Luôn luôn ở với hội thánh của Đức Chúa Trời. Chúng ta nhớ lại sự sáng tạo mà Đức Chúa Trời đã sáng tạo. Cái đó là ban đầu Đức Chúa Trời dựng nên trời đất, và đất vô hình và trống không. Có nghĩa là quả đất bị phát xét, và quả đất ở trong sự tối tăm, ở trong sự chết chóc. Và cái tất nhiên là thần của Đức Chúa Trời vận hành trên địa cầu. Thần của Đức Chúa Trời vận hành trên mặt nước. Và khi Đức Chúa Trời phán thì Thánh Linh của Chúa hành động, và chúng ta thấy được sự sáng, chúng ta thấy được khoảng không, chúng ta thấy được đất và biển, chúng ta thấy được muôn loài vạn vật, mặt trời, mặt trăng, và chúng ta nhìn thấy được con người được thiết lập, và một địa cầu vô cùng sống động. Amen. Vì Thánh Linh sự sống làm cho địa cầu sống động, làm cho địa cầu sống lại. Tất cả những gì hai chết đã lìa khỏi, và địa cầu bây giờ sống động. Muôn loài vạn vật trên địa cầu, cá dưới biển, chim bay trên trời, con người sống trên đất, sống động, tươi mới và vô cùng tuyệt vời. Một hình ảnh, một quang cảnh rất là tuyệt vời trên địa cầu, bởi vì thần linh sự sống đã làm nhiều phép lạ, đã làm sống lại địa cầu. Amen. Amen. Cảm ơn Chúa. Và sau đó thì chúng ta biết được Adam đã phạm tội và dẫn đến sự chết, sự đau khổ, bệnh tật, sự đói nghèo xảy ra qua tội lỗi của con người. Do vậy Đức Chúa Trời cũng yêu thương con người. Đức Chúa Trời giáng lên những con người lãnh đạo. Đức Chúa Trời giáng lên những tổ phụ, họ kết nối lại với Đức Chúa Trời, và lời họ nói ra lời sự sống. Họ đem lại sự sống, họ đem lại sự sống những nơi nào? Gia đình, dòng tộc đầy dẫy sự sống. Họ ở đâu thì sự sống có thể ở đó. Vì Thánh Linh của Đức Chúa Trời ở với các tổ phụ, Thánh Linh của Đức Chúa Trời ở với những người lãnh đạo, Thánh Linh của Đức Chúa Trời ở với các tiên tri của Đức Chúa Trời, và đem sự sống lại cho những nơi không mặt họ. Và chúng ta thấy rằng sự sống nó cũng rất là ít ỏi, đúng không ạ? Và sự chết nó bao trùm cả địa cầu. Sự sống rất ít ỏi, rất ít ỏi. Ngài chọn Noe, Ngài chọn Abraham, Isaac, Jacob, đến Israel. Nơi nào có Thánh Linh của Đức Chúa Trời, nơi đó có sự tự do. Nơi nào có Thánh Linh của Đức Chúa Trời, nơi đó có sự sống. Tôi muốn nói lên quyền năng của sự sống lại. Quyền năng của sự sống lại chính là Thánh Linh của Đức Chúa Trời. Ngài là sông nước hằng sống, và sông nước này chảy đến đâu, nơi đó sống. Nước này chảy đến biển, nước biển trở nên ngọt, sống lại. Muôn loài vạn vật đều sống, bởi vì dòng sông sự sống tuôn chảy. Không có điều gì có thể ngăn cản ngăn cái dòng sông sự sống của Thánh Linh của Chúa Trời. Và sau đó thì chúng ta thấy được rằng Thánh Linh đã bày tỏ cho Mary là Chúa Giêsu sẽ sinh ra và được gọi là con Đức Chúa Trời. Suốt 30 năm Chúa Giêsu chưa có đi làm chức vụ. Suốt 30 năm sự trưởng thành của Chúa Giêsu, và Ngài đã thi hành chức vụ. Và trước khi thi hành chức vụ thì Ngài đầy dẫy Đức Thánh Linh, đầy dẫy sự sống của Đức Thánh Linh.
Tôi nhất còn 15, câu 45, 6, 7 rồi chúng ta thấy được rằng là nói về Adam thứ nhất là trở thành một linh hồn sống. Trở thành một linh hồn sống là ông, chính ông được sống. Nhưng mà Adam cuối cùng trở thành thần linh ban sự sống. Amen. Chúa Giêsu của chúng ta là thần linh ban sự sống. Adam thứ nhất thuộc về đất và trở về Phật. Nhưng mà Adam cuối cùng thuộc về trời và trở về trời. Amen. Nên Chúa Giêsu là Adam cuối cùng, và Chúa Giêsu mặc lấy đầy dẫy Thánh Linh, đầy dẫy sự sống của Đức Thánh Linh, nên sẽ ban Thánh Linh cho những người tiếp nhận Ngài. Amen. Bởi vì Ngài là thần linh ban sự sống. Cảm ơn Chúa. Khi Ngài đầy dẫy Đức Thánh Linh, khi Ngài được đầy dẫy quyền năng sự sống của Đức Thánh Linh, thì lời Chúa Giêsu nói ra là thần linh và sự sống. Amen. Lời Ngài nói là thần linh và sự sống. Và thần linh và sự sống đó sẽ tác động những con người mà nghe Ngài nói. Amen. Chẳng hạn như một người teo tay là cái tay nó bị chết rồi, đúng không? Chết rồi. Nhưng mà Ngài nói ai giơ tay ra thì Ngài nghe, và giơ tay ra thì cái tay là nó sống lại hoàn toàn. Quyền năng sự sống này ở trong Chúa Giêsu chính là Thánh Linh của Đức Chúa Trời. Và khi Ngài nói thì cái sự chết nó sẽ biến đi và sự sống được đến với con người đó. Amen. À, chúng ta thấy được điều này. Chúng ta thấy được cái sự sống của thân thể của chúng ta. Khi chúng ta bị trầy sức, thì lúc chúng ta không cần sức dầu, không cần gì hết, nhưng mà nó cũng lần lại, đúng không? À, nhiều lúc nó sâu hơn nữa. Nhưng có sự sống thiên nhiên mà Chúa ban cho của một con người, nó có vitamin K và nó đem lại sự chữa lành. Amen. Nhưng mà sự sống của Thánh Linh của Đức Chúa Trời là một cái sự sống rất mạnh, rất là mạnh. Và Ephesians nói rằng là thế nào là quyền năng vĩ đại siêu việt Ngài ban cho anh chị em. Quyền năng này nó rất vĩ đại và nó siêu việt, nó vượt qua tất cả mọi quyền năng. Không có quyền năng nào có thể trở hơn quyền năng của Đức Thánh Linh. Và quyền năng này được ban cho Chúa Giêsu. Dù là người chết như Lazaro, thối rồi không ạ, nhưng mà khi Ngài nói rằng ở Lazaro hãy ra, thì người chết từ trong mộ đi ra. Amen. Bởi vì khi Ngài phát, khi Ngài nói với người chết, thì linh sự chết nó lìa khỏi, và con người chết tự nhiên nó bắt đầu sống lại. Amen. Mà rất là quyền năng, rất là quyền năng. Quyền năng sự sống nó đến thì cái quyền lực của sự chết nó tiêu biến. Quyền lực của sự chết nó tiêu biến thì, và người chết đã sống lại. Người què có thể nhảy lên, người câm có thể nói được, người phun có thể được tẩy sạch. Bởi vì tất cả những người bệnh tật, những người chết trong đó, ở trong vương quốc sự chết, dù họ là dân Israel nhưng mà vẫn ở trong vương quốc của sự chết. Chúa chọn Israel, Chúa kêu gọi Israel, Chúa cũng ban sự sống cho họ, Chúa chữa lành bệnh tật cho họ, Chúa làm cho vương quốc Israel nó sống động. Nhưng mà chưa có giá cứu chuộc. Chúng ta nhớ điều này. Chưa có giá cứu chuộc. Phải là trong thời Chúa Giêsu mới có giá cứu chuộc, mới có thể thay đổi một con người. Chẳng hạn như Tạ Quang Huy, con của cô Đức, làm thế nào có thể một con người mà không
còn làm chủ bản thân được, tâm trí rất là lộn xộn rồi. Làm sao nó có thể phục hồi trở lại được? Biết bao nhiêu người điên ở bên ngoài được, biết bao nhiêu con người mà chúng ta thấy rằng là bác sĩ, bệnh viện đều bó tay không làm gì được, không thể phục hồi tâm trí của họ được. Nhưng mà tại sao những người của Đức Chúa Trời được cầu nguyện, được công bố thì sự sống của Thánh Linh Đức Chúa Trời phục hồi lại tâm trí họ? Không những tại Quang Huy mà thôi, biết bao nhiêu anh em ma túy đá, não của nó hình như là không còn gì, ngơ ngơ ngác ngác không biết gì nữa. Nhưng mà quá một thời gian vào trong trung tâm giải cứu, chữa lành, học lời của Đức Chúa Trời, Thánh Linh Ngài tác động, quyền năng của Đức Thánh Linh tác động và làm cho các em đó nhiều em lại học Kinh Thánh là đứng nhất, giỏi, có trí nhớ nó lạ thường. Đó là sự sống của Đức Thánh Linh, đó là quyền năng sự sống của Thánh Linh làm cho người ấy sống lại, rất là tuyệt vời. Chúng ta cảm ơn Chúa. Chúa Giêsu là tấm gương cho các môn đồ, Chúa Giêsu là tấm gương cho hầu thánh của Chúa, và Chúa Giêsu luôn luôn, Ngài nói ta ở với các ngươi luôn cho đến tận thế, Ngài ở với chúng ta. Chúng ta phải nhìn vào hình ảnh của Chúa Giêsu, hãy nhìn vào hình ảnh của Chúa Giêsu, đời sống của Chúa Giêsu và công việc của Chúa Giêsu. Tại sao Ngài đầy lấy sự sống? Bởi vì Ngài luôn luôn không thể biết. Ngài giữ bản thân của Ngài, không để bản thân của Ngài phạm tội, không để con người của Ngài phạm tội, không để một cái sự chết nào nó xâm nhập vào chính bản thân của mình. Và Chúa Giêsu suốt 3 năm rưỡi, suốt cuộc đời của Chúa Giêsu không có một cái thì biết nào, dù là cám dỗ đủ mọi lĩnh vực, nhưng mà Ngài vẫn không phạm tội. Ngài giữ chính bản thân của mình, không để một sự chết nào xâm nhập vào đời sống của mình cả. Và chính vì vậy Ngài trở thành một con người gọi là của lễ, là chiên con của Chúa Giêsu cả. Và họ đã tính rằng họ đã đóng đinh, giáo đông mở gai, mà những nhà khoa học của con thì họ nghiên cứu kỹ lại là đau đớn tột cùng, đau vô cùng, nó kinh khủng vô cùng. Và Chúa Giêsu thật sự đã chết trên thập tự giá. Amen. Thật sự đã chết trên thập tự giá. Có nghĩa là thân xác của Ngài tan nát, tan nát. Nhưng mà sự chết không có quyền trên Chúa Giêsu. Amen. Sự chết không có quyền trên Chúa Giêsu. Bởi vì Ngài chỉ chết là chết thay cho nhân loại mà thôi. Amen. Trong thân thể Ngài không tìm hiểu, không có một vết dơ nào cả, không có một tội lỗi nào cả. Và Thánh Linh của Đức Chúa Trời làm cho Chúa Giêsu sống lại từ trong kẻ chết. Amen. Kinh Thánh câu 20 nói như thế này: đây là năng lực tác động trong Chúa cứu thế, khiến có Ngài sống lại từ trong kẻ chết. Năng lực tác động trong Chúa cứu thế khiến con Ngài sống lại từ trong kẻ chết. Một năng lực, quyền năng tác động trong một thân xác đã chết. Có nhiều người chết nhưng mà thân xác còn trọn vẹn, phải không ạ? Nhưng mà Chúa Giêsu chết phải là tan nát, không còn cái gì để đâu. Nhưng mà Thánh Linh tác động làm cho Chúa Giêsu từ kẻ chết sống lại. Amen. Đây là một quyền năng vĩ đại siêu việt khiến Chúa Giêsu từ kẻ chết sống lại. Anh chị em có kinh nghiệm cái quyền năng của Đức Thánh Linh mà khiến anh chị em từ cái chết sống lại? Amen. Chúng ta là những người
chưa chắc. Phải không ạ? Nhưng mà Phaolô ông nói rằng là tôi chịu tấm đơn với Chúa Giêsu Christ trên thập tự giá. Phaolô có bị đóng tin không? Không đúng không ạ? Nhưng mà ông nói là tôi đã bị đóng tin với Chúa Giêsu Christ trên thập tự giá. Có nghĩa là ông cùng chết với Chúa Giêsu rồi. Amen. Đã cùng chết với Chúa Giêsu thật sự rồi. Mà nó cùng chết với Chúa Giêsu thì cùng sống lại với Chúa Giêsu đúng không? Amen. À, nói cái điều này, Chúa Giêsu thật sự đã chết. Nhưng mà trong Roma đoạn 6 câu 3 đó rằng là anh chị em đã được bắt bền trong sự chết của Chúa Giêsu. Amen. Có nghĩa là khi Chúa Giêsu chết trên thập tự giá thì anh chị em cũng nằm trong lòng của Chúa Giêsu và cũng đồng chết với Chúa Giêsu rồi. Amen. Amen. Cũng đồng chết với Chúa Giêsu. Chúng ta xem xét lại chúng ta chết chưa? Chết chưa? Chết rồi. Chết chưa? Chết rồi. Sao mà yếu quá vậy? Chúng ta xác nhận lại. Kinh Thánh nói rằng là chúng ta đã được bắt tay với Chúa Giêsu trên thập tự giá rồi. Chúng ta cùng chết với Chúa Giêsu trên thập tự giá rồi. Chúng ta thật sự đã chết rồi. Amen. Amen. Hãy đặt tay trên trái tim của chúng ta và chúng ta nói rằng con thật sự đã được đóng tin với Chúa Giêsu trên thập tự giá rồi. Con thật sự đã được đóng tin với Chúa Giêsu trên thập tự giá rồi. Amen. Amen. Con đã chết rồi. Con đã chết rồi. Cái con người cũ không còn trong con nữa. Cái con người cũ không còn. Con người cũ không còn trong con nữa. Con người cũ không còn trong con. Amen. 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 Và ông nói gì? Amen. Bây giờ tôi sống. Không phải là tôi sống. Không phải là tôi nữa. Amen. 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 Có nghĩa là ông từ khước, từ bỏ cái quyền của mình. Amen. Đúng không? Amen. Lâu nay chúng ta thấy ý của chúng ta là chúng ta có một cái quyền rất lớn. Cái tôi của mình, cái quyền của mình. Phải không? Mà nếu chúng ta cứ nắm cái quyền của mình, tôi phải làm điều này, tôi phải làm điều kia, tôi và tôi. Thì sao? Đó là tội không? Tội rất là tử luôn không? Tù luôn không? À. Nhưng mà thì chúng ta cảm ơn Chúa. Chúa Giêsu nói với các môn đồ rằng ai muốn theo ta thì sao? Phải từ bỏ chính mình và liều mình vác thập tự giá mình mà theo ta. Amen. Thật sự con đường theo Chúa là con đường hẹp. Tại vì chúng ta thấy nó khó đúng không? Khó. Nhưng mà con đường sự sống. Muốn nhận lãnh được thánh linh sự sống, muốn được sự sống đời đời, muốn vương quốc thiên đàng, muốn trở nên người vĩ đại cho Đức Chúa Trời, muốn trở nên những người siêu nhiên cho Đức Chúa Trời, thì chúng ta phải đi con đường này. Amen. Bởi vì chúng ta đã khổ lắm rồi, đã ở trong sự đau khổ, ở trong bệnh tật, ở trong sự chết chóc, ở trong vương quốc của sự chết, đã khổ lắm rồi, bị dày đọc, bị mù loà, bị áp bức của Satan, chúng ta đã khổ lắm rồi. Chẳng phải chúng ta muốn ở lại với nó sao? Để chết đời đời luôn sao? Nên chúng ta muốn thay Chúa phải từ bỏ chính mình. Amen. Và Phaolô đó, bây giờ tôi sống không phải là tôi nữa, có nghĩa là ông từ bỏ chính mình luôn. Amen. 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 Mà từ bỏ chính mình để Chúa sống trong chúng ta. Amen. Và Chúa làm chủ đi cuộc đời của chúng ta. Amen. Ý cha được nên sẽ tốt hơn là ý con được nên. Amen. Amen. Đừng vội vàng quyết định theo ý riêng của mình. Tôi nói với Hồng Thánh rằng đứa con trai Hoa Cường đã ngao ngán rồi, khổ lắm rồi, ý riêng của mình nó khổ lắm rồi, quyết định về làm tàu tớ Đức Chúa Trời của chúng ta, là Đức Chúa Trời tốt lành. Ngài tạo dựng nên con người là tốt lành, phải vậy không? Amen. Rất tốt lành. Amen. Ngài dựng nên những ngày mà muốn loài vạn vật trên đất, trên trời, dưới đất, Ngài nói là tốt lành. Nhưng mà khi Ngài dựng nên con người, Ngài nói là rất tốt lành. Và chúng ta nhớ rằng Chúa dựng nên con người
giống hình ta. Amen. Và giống như ta để quản trị muôn loài vạn vật. Amen. Để quản trị giống hình ta, tức là giống cái phẩm chất của Đức Chúa Trời. Amen. Giống cái tiếng tốt của Đức Chúa Trời, giống cái sự tốt lành của Đức Chúa Trời, cái thuộc tính của Đức Chúa Trời, giống Đức Chúa Trời, giống Cha của mình. Và giống thứ hai đó là giống Chúa, cả phẩm chất, cả công việc. Phải không? Amen. Chúa cho Adam trồng và giữ vườn. Chúa bảo Adam là quản trị muôn loài vạn vật trên thế giới. Đó là giống Đức Chúa Trời, trong chức vụ, trong phẩm chất, sự tốt lành. Thì như vậy thì một con người giống Đức Chúa Trời là một con người không phải lười biếng, nhưng mà vừa là một người, là một vừa gọi là tốt lành, vô cùng tuyệt vời, ai cũng khen rồi nó tốt. Và thứ hai là chức vụ của người ấy làm gì ngày hôm nay. Và qua Chúa, tôi thấy Giê-xu chúng ta thấy rằng là Chúa Giê-xu là hiện thân của Đức Chúa Trời. Không thấy được. Nên nhìn vào Chúa Giê-xu là chúng ta thấy Đức Chúa Trời. Nhìn vào cái cách sống của Chúa Giê-xu, lời nói của Chúa Giê-xu, cái phẩm hạnh của Chúa Giê-xu, chúng ta thấy Đức Chúa Trời. Chúng ta biết được Đức Chúa Trời qua Chúa Giê-xu. Bởi vì Chúa Giê-xu nói trong người thấy ta là thấy Cha, biết ta là biết Cha. Ta ở trong Cha và Cha ở trong ta. Amen. Nên nhìn vào Chúa Giê-xu, chúng ta thấy Đức Chúa Trời. Và Chúa cũng nói rằng là mọi sự trọn vẹn viên mãn đều ở trong con Ngài. Ở trong Chúa Giê-xu, trong Côlôse đoạn đồng 1 câu 9 rồi câu 10 mấy. Ở trong Chúa Giê-xu là hình ảnh của Đức Chúa Trời không thấy được. Nãy những gì Chúa Giê-xu có đó là hình ảnh của Đức Chúa Trời. Đức Chúa Trời là vậy đó. Qua cuộc đời của Chúa Giê-xu, chúng ta nhìn qua cách sống của Chúa Giê-xu, chúng ta nhìn qua cách nói của Chúa Giê-xu, hành động của Chúa Giê-xu, con mắt của Chúa Giê-xu gì, mọi thứ là Đức Chúa Trời, là hình ảnh Đức Chúa Trời đó. Và cái gọi là mọi thân tính của Đức Chúa Trời trong đoạn 2 câu 9 của Côlôse cũng nói là đều ở trong Chúa Giê-xu. Ở trong Chúa Giê-xu là đầy đủ, là hình ảnh của Chúa, của Đức Chúa Trời ở trong Chúa Giê-xu. Như vậy thì chúng ta phải giống Chúa Giê-xu, đúng không? Chúa chọn lựa, Chúa kêu gọi chúng ta để chúng ta giống hình ảnh con. Chúa dựng nên con người giống hình ảnh Đức Chúa Trời. Và bây giờ đứa con cuối cùng là Adam cuối cùng này giống hình ảnh Đức Chúa Trời rất rõ nét. Bởi vì Adam thứ nhất là mới đó, rồi sau đó nó phạm tội, nó mất đi hình ảnh của Đức Chúa Trời. Và chúng ta không thấy rõ qua Adam thứ nhất, nhưng mà qua Adam cuối cùng này chúng ta thấy rất rõ ràng cái hình ảnh của Đức Chúa Trời trong Adam cuối cùng. Và Đức Chúa Trời bảo chúng ta là hãy giống hình ảnh con Ngài. Amen. Phải giống hình ảnh con Ngài là phải giống Chúa Giê-xu. Cái nhìn của chúng ta không phải có cái nhìn mà ghen ghét, ganh tị, không phải cái nhìn soi mói hay cái gì đó. Chúng ta khi chúng ta nhìn người ta, chúng ta biết rằng là người ta biết mình nhìn họ như thế nào không? Cái nhìn khinh bỉ cái gì đó họ biết liền à, đúng không ạ? Nhưng mà Chúa Giê-xu của chúng ta có cái nhìn như Phi-rơ phạm tội, rồi có cái nhìn khi họ đi đánh cá, họ đói, rồi Chúa có cái nhìn như thế nào. Chúng ta cần phải có cái nhìn như Chúa Giê-xu chúng ta, đó là hình ảnh của Đức Chúa Trời. Giống như Chúa Giê-xu chúng ta, đó là hình ảnh của Đức Chúa Trời. Rất là nhiều điều nếu chị em cứ tiếp tục đọc bốn sách Tin Lành và các sách thực tiễn, chúng ta nhìn thấy được hình ảnh của Đức Chúa Trời trong Chúa Cứu Thế Giê-xu của chúng ta. Amen. Amen. Phải giống Chúa Giê-xu. Và giống cái gì nữa anh chị ạ? Giống công việc của Giê-xu lại. Amen. Giống Đức Chúa Trời, Ngài tạo dựng cái người
giống hình Ngài và giống như Ngài để quản trị. Thì ở đây phần giống thứ hai đó là chức vụ của chúng ta. Phần giống thứ hai là công việc của chúng ta. Chúa Giêsu giống hình ảnh Đức Chúa Trời rất rõ nét, và Chúa Giêsu sống như thế nào, nói như thế nào, hành động như thế nào, xử lý như thế nào, và Chúa Giêsu làm việc gì? Đó là giảng phúc âm, chữa lành, cứu quỷ để làm gì? Để đem sự giải thoát, để đem sự tự do và làm cho họ trở thành giống Đức Chúa Trời. Phải vậy không? Họ trở thành con người giống Đức Chúa Trời. Tôi nhìn đi nhìn lại, suy đi nghĩ lại, chương trình của Đức Chúa Trời là vậy. Bây giờ Adam thứ nhất làm cho con người sống trong tội lỗi, mất đi hình ảnh của Đức Chúa Trời. Bây giờ Adam cuối cùng đến để phục hồi trở lại. Phục hồi trở lại. Amen. Nên những con người xấu trở thành những người tốt. Đây là việc mà Đức Chúa Trời làm. Và đây cũng là việc hội thánh phải làm. Chúng ta phải giống Chúa Giêsu. Chúng ta không làm ngơ. Tại sao những người tệ nạn xã hội họ trở thành những người tốt? Họ tin Chúa xong một thời gian ngắn thôi, họ thay đổi hoàn toàn. Nó lạ lùng quá, không còn nói phàm tục nữa, nhưng mà nói ra những lời là dạy sự sống của Thánh Linh. Amen. Nói ra là để gây dựng, chứ không phải nói ra để phân rạch. Amen. Anh chị em suy nghĩ đi. Có những lời nói mà anh chị em gây phân rạch không? Có. Có không? Nhiều lắm. Nói ra mà người ta nghe không được. Nói ra là ta cãi. Cái lời đó là lời có sự phân rẽ, lời có sự chết. Những người ở trong sự sống, trong vương quốc sự sống của Chúa, chúng ta không nói ra những cái lời mà đem cái sự phân rẽ cho tình bạn, cho hôn nhân, cho gia đình, cho hội thánh, cho xã hội này. Ai làm cho người khác hòa thuận, người ấy là con trong sự sống. Ai trong sạch đã thấy được Đức Chúa Trời. Amen. Nên chúng ta phải thật sự là những con người hòa giải, chứ không đem lại cái sự phân rẽ. Amen. Có nhiều lúc người ta đang dặm mình đổ thêm dầu vào, đổ thêm lửa vào để cho họ dặm cho tối đâu luôn, để gây phân rẽ gia đình của họ thì mới chịu. Nhiều lời nói ra làm cho người khác phải chết, tức là giận quá rồi phải chết. Và đó là cái điều mà chúng ta không thể làm nữa. Amen. Không thể làm nữa. Xác thịt dẫn đến sự chết, Thánh Linh dẫn đến sự sống và bình an. Nên chúng ta cần phải là những người sống trong Thánh Linh của Đức Chúa Trời. Amen. Chúng ta biết rằng là Chúa nói rằng là thế nào là quyền năng vĩ đại siêu việt Ngài dành cho anh chị em. Quyền năng vĩ đại siêu việt của Ngài dành cho anh chị em, có nghĩa là ban cho anh chị em. Amen. Bởi vì anh chị em là con Đức Chúa Trời, nên cái quyền đó ban cho anh chị em, dành riêng cho anh chị em, không cho người ngoài. Amen. Amen. Nên chúng ta phải sử dụng cái quyền năng vĩ đại siêu việt này, quyền năng mà Chúa tác động vào Chúa Giêsu là cho Chúa Giêsu sống lại đó. Cái quyền năng mà ở trong Chúa Giêsu mà làm cho nhiều người sống lại đó. Ở trong anh chị em đã được ban cho anh chị em, dành riêng cho anh chị em, thì anh chị em sẽ được sống. Trước nhất là chúng ta được sống, được sống lại, sống lại. Ngài sẽ làm cho thân thể hai chết của chúng ta sống lại. Nếu quyền năng của Thánh Linh mà không có thực, chỉ rao giảng theo lời nói suông mà thôi, thì không có phép lạ gì xảy ra đâu. Amen. Nhưng mà quyền năng của Đức Thánh Linh rất thật, rất thật. Tôi nhớ lại cô Mai bị tiểu đường đó rồi gì nữa. Cái chân nó bị hoại tử rồi. Người ta lấy muỗng ta cạo ra. Nó hoại tử. Nhưng mà trong danh Chúa Giêsu, trong quyền năng Thánh Linh của Đức Chúa Trời, cô cứ công bố cái bằng chân nó phải sống lại. Nó phải sống lại. Nó phải được chữa lành. Bệnh tật nó phải lui, sự chết nó phải ra thôi.
và từ từ cái bằng chân nó sống lại. Amen. Và cho đến bây giờ nó được sống hoàn toàn. Amen. 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 Như vậy thì chúng ta có nên giữ cái sự chết trong người của chúng ta không? Tất cả những gì của sự chết hay chết trong thân thể của chúng ta, những công việc chết trong thân thể chúng ta, thân linh của Đức Chúa Trời đã làm cho sống lại hết. Amen. Làm cho chúng ta sống lại. Và khi chúng ta đã được sống lại rồi là chúng ta kinh nghiệm quyền năng sự sống của Đức Thánh Linh rồi, thì chúng ta không thể sử dụng quyền lực sự chết trong đời sống của mình nữa. Amen. Chúng ta không nói ra lời văn nghệ. Amen. Chúng ta không nói ra những lời gian ác. Chúng ta không nói ra những cái lời mưu mô xảo quyệt, những cái gì đó đem sự chết cho người khác. Amen. Nhưng mà chúng ta phải nói lời sự sống. Amen. Ai bệnh chúng ta nói rằng quyền năng của Đức Thánh Linh sự sống sẽ làm cho bệnh tật của bạn sẽ đi biến đi và bạn sẽ được sống lại. Amen. Hãy nói với họ điều đó để họ thật sự có đức tin lên Đức Chúa Trời. Trong chúng ta có cái dung tiên lành quyền năng suốt cũng hơn 6-7 tháng rồi, liên tục giảng chủ nhật nào tối chủ nhật nào bắt đầu từ 7:30 giảng, và tôi kiểm tra lại ai vào không được chữa lành. Lạ thường như vậy. Có một cái bà mẹ có đứa con nó bị động kinh, một tuần nó giật mấy lần, nhưng mà khi bà nhờ tôi cầu nguyện xong, Chúa chữa lành trong tuần đó, không có giật gì hết, không có động kinh gì hết. Cho đến bây giờ bà nói rằng là nó cũng được 80% rồi, nó cũng không có gì ứng cái gì mà để nói rằng là động kinh. Đó là điều rất là diệu kỳ, rất là tuyệt. Đó làm cho thần kinh nó sống lại. Amen. Chúa làm cho thần kinh nó sống lại. Và chúng ta cần phải có cái sự, có một cái thái độ, cái gọi là kiên nhẫn, kiên trì. Amen. Không phải cầu nguyện một lần chúng ta không phải được rồi, không tin nữa. Phải không? Amen. Bệnh tật có thể xảy ra trong đời sống của chúng ta. Và nhiều điều có thể xảy ra trong đời sống của chúng ta. Sự chết có thể tấn công vào đời sống của chúng ta, trong gia đình của chúng ta. Nhưng mà chúng ta phải nói rằng là sự chết nó phải đi ra. Và sự sống của Đức Thánh Linh cai trị trong đời sống của chúng ta. Tiếp tục đầy dẫy sự sống. Ở những anh chị em là những người mà mạnh khỏe, đừng có ỷ lại cái sức của mình. Khi mà sự chết nó vào, khi mà bệnh tật nó vào là chúng ta không còn, gọi là không còn nhiều lúc cầm cái micro con tội nữa. Chứ đừng có ỷ lại là mình có sức sống. Đó, sự chết nó vào nó hủy diệt và nó làm cho tê liệt hết. Nhưng mà sự sống nó làm cho sống lại hết. Amen. Khỏe mạnh. Amen. Thành cảm ơn Chúa, chúng ta là người ở trong vương quốc của sự sống. Amen. Chúa Giêsu trước khi về trời, Ngài nói rằng là hãy phải quyền phép như thất trên trời để giao cho Thầy. Ai làm thế chứ không có chuyện đó đâu nha. Ra đây một lần không sống thôi. Đó mà được sống đó. Nhưng mà Chúa Giêsu thì được Chúa nói là quyền phép cả trên trời dưới đất là giao cho ta. Amen. Bây giờ ta giao cho các ngươi. Hãy đi khắp thế giới giảng tin lành cho mọi người. Nhân danh Đức Cha, Đức Con, Đức Thánh Linh mà phải có tên cho họ và dạy họ mọi điều ta đã truyền cho các ngươi. Và Ngài ta ơn các ngươi luôn cho đến tận thế. Amen. Ngài biến chúng ta đi ra rao giảng đầy dẫy quyền phép mà Chúa Giêsu ban cho. Đó là đầy dẫy quyền năng của Thánh Linh Đức Chúa Trời. Quyền năng vĩ đại siêu việt đó ở với hội thánh, ở với từng người một. Vô cùng là quyền năng vĩ đại. Đến nỗi mà các hội thánh mà khi bị tấp bớt và họ cầu nguyện trong đoạn 4 câu 31 của công vụ đó, thì họ cầu nguyện, họ đất cầu nguyện mà đất rung động. Amen. Phaolô và Sila ở trong tù cầu nguyện thì có một cơn động đất lớn. Amen. Ô, đầy dẫy sự sống, đầy dẫy quyền năng của Thánh Linh Đức Chúa Trời mà đem cái sự cứu rỗi cho gia đình của con đây. Gia đình đều làm đem cái sự cứu rỗi. Ồ, rất là lạ thường, rất là tuyệt vời. Cảm ơn Chúa. Quyền năng sự sống đó cũng làm sống lại những cái vết thương mà Phaolô đã chịu đau đớn như thế này. Quyền năng sự sống mà những cái vết thương mà Chúa Giêsu đã chịu đau đớn và chịu chết đó, nó làm sống lại hoàn toàn. Và chính quyền năng vĩ đại siêu việt đầy dẫy trong Phaolô, và ông đã bị nhiều trận đánh, nhiều trận bị đòn, và Chúa cũng làm cho ông sống lại. Amen. Chúa cũng làm. Có một lần nó chết rồi, còn thắng họ
quanh họ quay đầu, họ cầu nguyện, họ lộ đứng dậy rồi sống lại. Amen. Amen. Đây là một điều rất là đặc biệt. Tôi nói với họ là chúng ta phải sử dụng quyền năng siêu nhiên này. Amen. Chúng ta phải sử dụng, chúng ta phải để ý, để tâm vào. Chúng ta cần nhờ dạy thánh linh của Đức Chúa Trời và tiếp tục đầy dạy thánh linh, đầy dạy quyền năng của thánh linh để chúng ta thật sự là một người sống thật sự và không để sự chết bước vào. Sự chết nó bước vào trong lòng đầy liền của chúng ta. Amen. Một chút tội lỗi, một con trùng nhỏ phá hoại tự nhau. Amen. Hãy sống một đời sống thánh khiết. Amen. Hãy đề phòng, hãy tỉnh thức và giữ chúng ta không tì vết. Hãy giữ. Mà nỡ có phản tội thì chúng ta ăn năn ngay. Amen. Không có giữ cái tội lỗi ở trong đời sống của chúng ta. Chúa nói là ngày ngày nào giữ tội lỗi mình thì sao? Không được may mắn. Không được may mắn. Khi ai xin nó ra và lìa bỏ nó thì được thương xót. Amen. Amen. Phải lìa bỏ nó, phải xin nó ra và đừng chôn giấu, đừng giữ nó, đừng có bưng vực nó, đừng có gọi là bảo vệ, giống như là bảo lãnh nó trong cuộc đời. Chúa đã đến và tẩy sạch rồi. Chúa đã đến, Ngài gánh hết tội lỗi, Ngài gánh hết bệnh tật, Ngài gánh hết cái sự đau khổ cho chúng ta hết. Ngài gánh hết rồi. Bây giờ tại sao chúng ta ở trong đau khổ? Bây giờ tại sao chúng ta ở trong bệnh tật? Là chắc chắn rằng là chúng ta có điều gì đó sai trật. Amen. Sai trật thì ăn năn là Chúa chữa lành. Amen. Chúa tha thứ, Chúa chữa lành. Ngài tha thứ tội ác ngươi, Ngài chữa lành mọi bệnh tật ngươi. Ngài cứu chuộc mạng sống ngươi ra khỏi hồ sâu. Có nghĩa là nhiều người chết trước kỳ định, đúng không? Nhiều người chết trước kỳ định, nhưng mà Chúa nói là Ngài tha tội ác ngươi, Ngài chữa lành mọi bệnh tật ngươi và cứu chuộc mạng sống. Có nghĩa là Chúa cho chúng ta thỏa lòng sống lâu. Amen. Thỏa lòng mà sống lâu. Nên mạng lệnh của Chúa Giêsu là đại mạng lệnh, là vô cùng quan trọng. Nên chúng ta được sống bởi thánh linh của Đức Chúa Trời, đầy dạy sự sống của thánh linh Đức Chúa Trời. Nên lời chúng ta nói ra đem sự chữa lành cho người khác. Amen. Lời chúng ta nói ra đem sự giải cứu cho người khác. Lời chúng ta nói ra đem cái sự cứu chuộc. Tôi nhớ những cái ngày mà bắt đầu thành lập tổ thánh, tôi cầu nguyện suốt, tôi đi xe ôm thôi, nhưng mà cầu nguyện suốt ngày, rồi hát thánh ca suốt ngày. Và phải nói rằng lời nói đầy quyền năng, là nói đầy sự sống. Lúc đó làm chứng chút xíu là người ta tin Chúa, làm chứng chút xíu là người ta tin Chúa. Có những cái hội thánh có mấy tiếng đồng hồ đã thành lập một hội thánh rồi. Ôi lạ lùng quá, bởi vì trong chúng ta có đầy dạy sự sống thì đem đến nơi nào cái sự sống của tôi tràn này nơi đó. Có một mục sư mà tôi đang chở đi đường, đang đi đoạn, vừa anh em vừa đi vừa nói chuyện với sếp. Anh tắp cô lệ, có chuyện gì vậy? Anh cứ tắp cô lệ đi. Nó có chuyện gì vậy? Anh đứng sát cho anh cầu nguyện cho tôi đi. Anh cầu nguyện cho tôi nghe đi. Bởi vì cái lời sự sống mà làm cho anh ta chịu hết nổi. Giống như lời mà phán khi rơ giảng mà đến đâu người ta chịu hết nổi. Chúng ta phải làm gì để được cứu? Nên chúng ta cần đầy dạy sự sống như vậy thì chúng ta chinh phục lên hàng đầu nhanh, rất là nhanh chóng. Bởi vì thánh linh đồng hành với chúng ta cắt đứt tội lỗi của họ, họ chịu không nổi. Mới nói ra là họ đã khóc rồi. Mới đụng tới họ, họ đã khóc rồi. Còn nếu mà chúng ta dùng sắc thịt, dùng cái khôn ngoan của chúng ta, rất là cực khổ mà chưa chắc là họ đó họ chấp nhận tình tôi, khó lắm chị. Phải đầy dạy sự sống của Đức Thánh Linh. Quyền phép trên trời dưới đất đã giao cho Chúa Giêsu và Chúa Giêsu đã giao cho chúng ta và Ngài đã phán phái cho chúng ta. Và Chúa là đầu của hội thánh. Kinh Thánh ghi như thế này nè: Đức Chúa Trời đã đắp vạn vật phục dưới chân Chúa Cứu Thế, lập Ngài đứng đầu trên mọi sự. Chúa Cứu Thế danh Ngài trên hết mọi danh, Ngài đứng đầu trong mọi sự, làm đầu hội thánh. Ồ, sướng quá. Ngài đứng đầu trên mọi sự, danh Ngài trên hết mọi danh, bây giờ Ngài làm đầu hội thánh. Cái đấng mà đứng đầu trên mọi sự, muôn loài vạn vật, cả thiên sứ trên trời dưới đất, trừ ra đấng là Đức Chúa Trời, phải không ạ? Nhưng mà từ Ngài trở nên đầu mọi sự, muôn loài vạn vật, cả thế giới, cả vũ trụ này, Ngài là đầu. Và Ngài là đầu vô thắng. Amen. Chúng ta thấy có một người anh cả vô cùng tuyệt vời quá không? Ngài là đầu vô thắng, Ngài ở vô thắng, cái đấy tập thế mà.
Ngài nói như vậy, nên hầu thánh của Chúa đắc thắng và hầu thánh của Chúa các cửa cũng không thắng được hầu đó. Nhưng mà điều vô cùng quan trọng là hầu thánh phải làm việc Chúa Giêsu đã làm. Phải làm việc và giảng phúc âm, chữa lành đủ quỷ và dạy họ mọi điều mà Chúa Giêsu đã truyền. Có nghĩa là phục hồi lại con người của họ để trở thành con người tốt giống Đức Chúa Trời chúng ta. Amen. Chúng ta phải giúp Chúa và những người đi theo chúng ta phải giúp Chúa. Không thể nào mà giống ai khác. Đừng giống như những người Pharisee. Họ nói là cha tôi là Abraham. Tôi nói là cha tôi ngươi là là quỷ vương. Các ngươi giống cha mình là quỷ vương. Bởi vì họ dầm thấm trong quỷ vương, họ dầm thấm trong tội ác, họ dầm thấm trong sự dối trá, họ dầm thấm trong những cái điều kinh khủng của tội lỗi và cái bản chất của Satan. Này Chúa nói là cha các ngươi là quỷ vương. Tất cả những môn đệ của Đức Chúa Trời, tất cả những người được sinh ra, được tái sanh bởi Đức Chúa Trời phải là con Đức Chúa Trời, phải giống Đức Chúa Trời. Amen. Phải giống Đức Chúa Trời. Và Chúa nói rằng hội thánh chính là thân thể Ngài. Amen. Là sự đầy đủ trọn vẹn của đấng làm viên mãn mọi sự trong mọi lời. Là sự đầy đủ trọn vẹn. Chúa Giêsu đầy đủ trọn vẹn. Trở nên trên trời hết mọi dân là đứng đầu của loài và đầu hội thánh là hội thánh đầy đủ mọi sự. Và hội thánh đứng đầu trong thế giới này. Amen. Hội thánh đứng đầu trong thế giới này. Hội thánh có quyền năng của Đức Thánh Linh. Hội thánh có danh Chúa Giêsu đứng đầu trên thế giới. Và nhiều lúc chúng ta thấy trời người chúng ta không có mưa ngưng. Có ngưng không? Tôi đã kinh nghiệm nhiều lần lắm rồi. Hồi nhớ lại Giáng sinh ở Đà Lạt ra vườn vườn thông. Mưa đổ xuống ầm ầm. Và có những thằng ngựa ở đó nữa. Tại sao tôi nói rằng là hãy giơ tay lên công bố cơn mưa rút lui ra khỏi chỗ này. Và mọi người đều giơ tay lên công bố mưa và ra khỏi nơi này. Mưa bắt đầu dưng. Ở ngoài mưa mấy tiếng đồng hồ. Gì nữa, những người ăn thử trong nó ồ, Chúa linh quá, Chúa linh quá. Hậu thánh, Chúa nói rằng là hội thánh là đầy đủ trọn vẹn của đấng làm viên mãn mọi sự. Amen. Amen. Chúa là đấng làm trọn vẹn mọi sự và hội thánh là đầu của đấng đó. Amen. Hội thánh của đầy đủ trọn vẹn của đấng làm đầu đó. Amen. Amen. À, như vậy là hội thánh, cái chức vụ của hội thánh, cái quyền năng của hội thánh là vô cùng là số một trong thế giới này. Amen. 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 Nên chúng ta phải hiểu được chính mình. Chúng ta phải hiểu được hội thánh của mình. Chúng ta đừng có con mắt nhìn của xác thịt, rồi nhìn, rồi ganh ghét, rồi phân rẽ với nhau, rồi làm cho hội thánh của Chúa nhiều phe phái này kia thì đau lòng vô cùng. Chúng ta đánh mất đi cái quyền năng, đánh mất đi cái sự đầy đủ trọn vẹn mà Đức Chúa Trời đã ban cho chúng ta. Chúng ta đánh mất đi riêng khỏi cái đầu là Chúa Cứu Thế Giêsu. Và chúng ta biết được rằng điều đó là nguồn thánh linh của Đức Chúa Trời. Nên chúng ta phải thật sự hầu thánh của Chúa. Hãy hiểu được chính mình. Hiểu được cái chức phận mà Chúa Giêsu đã ban cho chúng ta. Hiểu được thánh linh của Đức Chúa Trời là đang đang ngự trong hầu thánh thế nào. Và hầu thánh phải làm chi. Hãy hiểu được chính mình. Hãy hiểu được cái chức vụ của mình. Hiểu được mục đích của mình. Để chúng ta trở thành những con người không đi sai lạc. Mà chúng ta đi đúng mục đích. Amen. Đó là làm thế nào Chúa Giêsu nói rằng là khiến thế giới này trở nên môn đệ của Chúa Giêsu. Khiến thế giới này trở nên môn đệ của Chúa Giêsu có nghĩa là khiến thế giới này trở nên giống Chúa Giêsu, làm công việc như Chúa Giêsu đã làm. Và Chúa Giêsu nói là ai tin ta cũng sẽ làm những việc ta làm và làm việc vĩ đại hơn nữa. Vì ta đi về cùng Cha. Amen. Ta đi về cùng Cha. Ta giao cho các ngươi. Amen. Các ngươi hãy làm đi. Hãy làm đi. Và tôi tin chắc rằng ai nấy bước vào trong con đường phục vụ Đức Chúa Trời, Đức Chúa Trời sẽ ban thưởng cho. Amen. Tôi nói nhiều người cũng nói vui rằng là hội thánh phúc âm toàn vẹn những cái chức vụ của mục sư thì không có được tổng hội pháp lương gì cả, nhưng mà phần thưởng thì quá nhiều, phần thưởng nó hơn cả lương, lương chẳng là gì hết.
trong phần thưởng nhiều bởi vì làm rất nhiều việc vĩ đại của Trời. Và thế giới này, đất nước này họ cũng ủng hộ và họ có những cái tấm bằng khen, tấm lòng vàng ban thưởng cho hội thánh của Chúa. Xã hội này cũng có rất nhiều cái trung tâm gọi là phục hồi nhân phẩm. Amen. Nhưng mà phục hoài chẳng được, nhưng mà vào hội thánh của Chúa nhân phẩm được thay đổi ngay, phẩm chất được thay đổi. Amen. Những gì xấu được tẩy chay và những gì tốt thì nên Chúa nào sẽ được phục hồi. Amen. Amen. Tôi là người được phục hồi, tôi là người được sống lại, tôi là người tốt, là người giống Đức Chúa Trời của tôi, giống Cha của chúng ta. Amen. Amen. Cảm ơn Chúa. Chúng ta cùng đứng lên, chúng ta nhìn chung trong sự cầu nguyện. Chúng ta cũng sẵn sàng chuẩn bị tấm lòng của mình để giữ tấn và chén của Chúa. Để mỗi ngày chúng ta nhớ đến Chúa, mỗi ngày chúng ta rao sự chết của Chúa cho đến lúc ngày đến, mỗi ngày chúng ta càng giống Chúa nhiều hơn, càng giống Chúa nhiều hơn. Đó là điều mà chúng ta cần chú ý. Chứ đừng có chú ý với công việc làm ăn của chúng ta, chú ý đến tiền bạc, chú ý những cái gì đó mà nó không phải là mục đích của chúng ta. Hãy chú ý những gì mà Chúa dạy cho chúng ta để chúng ta thật sự là người tốt. Hãy thật sự bắt đầu là người tốt, là người giống Cha, là người giống Đức Chúa Trời của chúng ta, và giống công việc Đức Chúa Trời hành động như thế nào, thì chúng ta hãy chú tâm vào điều này. Để trước nhất là chúng ta là những người thực thi, sau đó nhiều người sẽ nhìn thấy chúng ta và họ sẽ là những người tiếp tục thực thi với chúng ta. Alleluia. Quý thính giả xem nhớ đăng ký kênh, nhấn rung chuông và chia sẻ video được lan rộng trên mạng cộng đồng. Xin Thánh Linh động chạm anh chị em được biến đổi mỗi ngày càng giống Chúa hơn. Hẹn anh chị em video tiếp theo. Chúa yêu hết thảy anh chị em.